chào các bạn Cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất Về bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30 Cuối ngày 8 tháng 12 năm 2019 Đội tuyển Việt Nam hôm nay đã giành được Một chiến thắng vô, kinh, à, vô cùng quan trọng Trước Thái Lan để giành huy chương vàng Các bạn hãy like và chia sẻ video để mọi người cùng biết về thành tích của Việt Nam đã đạt được nhé. Đây là bảng thành tích của SEA Games 29 của đội tuyển Việt Nam. SEA Games 29 thì đội tuyển Việt Nam giành được 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng. Và đây là SEA Games 30. Chỉ game 30 thì đội tuyển chủ nhà Philippines vẫn đang dẫn đầu với 110 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 88 huy chương đồng. Và đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai với 66 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 78 huy chương đồng. Và ngay sát đội tuyển Việt Nam đó là đội Indonesia với 65 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 79 huy chương đồng. Đội Thái Lan hôm nay cũng giành được khá nhiều huy chương vàng và cũng bám rất sát đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Lào và Đông Timor thì vẫn chưa có huy chương vàng. Còn đội Đông Timor như các bạn nhìn thấy thì đang có một huy chương đồng, nhưng mà thực chất thì Đông Timor đã giành được 3 huy chương đồng rồi các bạn ạ. Rồi. Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng thì mọi người like và chia sẻ video để mọi người có thể cập nhật được tin tức mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại.